Harry sẽ xin giới thiệu một cô gái rất là nho nhỏ và rất là có gì đó rất là đáng yêu. Anh gì đến từ Lào. Mà cứ nhắc đến nước Lào là chúng ta lại nhớ đến một loài hoa, là hoa ở Việt Nam thì có thể gọi là hoa sứ, ở ngoài Bắc có thể gọi là hoa đại, nhưng mà ở Lào thì gọi là hoa Champa. Champa. Và hôm nay cô ấy xuất hiện ở chương trình cũng như một cánh hoa Champa như vậy. Hình như ở Lào có một điệu nhảy rất nổi tiếng. Múa lâm vùng. Có dễ nhảy không? Em có thể hướng dẫn bọn anh không? Dạ được. Sẽ có cặp nữ nam và nữ. Mỗi người sẽ ghép cặp rồi. Bạn này bạn học nhảy nhanh lắm. Đó đây cái cặp này oan gia ngõ hẹp. Đây tiếp mời Victor. Rồi. Chào nhau trước. Okay. Rồi, dạ, đi. Đúng rồi. Rồi mình sẽ đi 1 2 3 4 1 2 3 4 rồi 1 2 3 4. Tay là như thế nào? Một cái như này. Hai, tay mở. 3 4. Ôi đầu tay. Ôi, nó giống như kiểu làm nghệ thuật vậy. Ảo thuật. Đây, mua quạt thì Việt Nam thì dễ. Đó, đó. Khoan, khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Ok, rồi, phần này tôi sẽ quay trở lại với chương trình. Vai trò dẫn chương trình, còn các bạn múa đi nào, tập đi xong để cùng bật nhạc. Rồi. One day, one day, be my. Hào mà ơi say hay sục sầm lan. Mà sang đen ní hay bên đen sầu ăn. Mà sang đen ní hay bên đen sầu ăn. Mà phó lâm càn sẽ lóng one be my. Đúng rồi. Thưa quý vị, vừa rồi là một khóa đào tạo nhảy cấp tốc của chúng tôi và chúng tôi đã hoàn thành. Tất cả các bạn đều đã tốt nghiệp khóa nhảy cấp tốc do cô giáo Anji đứng lớp. Và sau đây chúng tôi sẽ làm chương trình báo cáo tốt nghiệp. Xin mời nhạc. Của cô giáo Anji thì toàn bộ học viên không ai nhảy giống cô giáo cả. Anh thì là một người chăm chỉ, cũng là một người đàn ông của gia đình, cũng hay nấu bếp ấy. Thì anh thấy cái động tác tay này là rất giống cái kiểu là nhặt rau bí ấy. Bẻ này xong sức cỏ. Nhưng mà anh thấy rất là bất ngờ cái cách mà tay này sẽ chuyển sang con này. Vậy là Anji chê làm chú rể của Lào được rồi đấy. Chú rể Việt Nam rồi. Anh đang kiếp anh mất rồi. Tiếc quá. Chờ anh kiếp sau nhá. Em sẽ có cả một cửa hàng thuốc nhưng rất tiếc em không thể có CJ. Thì sau đây